Cô Lan hướng dẫn các con viết chữ NGÉ ngờ ghép, ngờ e nghe sắc ngé Từ dòng kẻ dọc đậm, cô tiến về phía trước một ô, cô chấm dưới dòng kẻ ngang ba nửa ô. Cô viết nét móc xuôi rộng một ô. Dê bút lên dòng kẻ ngang hai, cô viết nét móc rộng một ô ly rưỡi. Nét móc hai đầu, hất lên giữa ô liền sau, chạm vào dòng kẻ ngang 2. Từ điểm dừng bút của chữ N, cô chấm. Lùi về đằng sau một ô ly rưỡi, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Cô chuẩn bị viết nối vào chữ G. Cô chuẩn bị nối vào chữ G và chữ H để cô được chữ Ng ghép. Đưa lên trên hơi thon vào, cô chấm dưới dòng kẻ ngang 3. Cô viết nét cong tròn khép kín rộng một ô ly rưỡi đầu trên thon vào. Cô viết nét khuyết dưới đè lên dòng kẻ dọc đậm. Vòng xuống dưới dòng kẻ ngang một ba ô ly vòng rộng một ô đưa lên dòng kẻ ngang một. Cô chấm ở dòng ở sau dòng kẻ dọc đậm nửa ô đè lên dòng kẻ ngang hai. Đây chính là điểm dừng bút của chữ G từ điểm dừng bút của chữ G, cô chấm, di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, cô chấm đè lên dòng kẻ dọc. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 4 lên ngang 5, lùi tiếp về đằng sau một ô chấm. Cô viết nét khuyết trên nối liền vào chữ hờ. Chạm đến dòng kẻ ngang 6, kéo xuống, đè lên dòng kẻ dọc, chạm xuống dòng kẻ ngang 1 cô viết nét móc hai đầu rộng một ô ly rưỡi kéo xuống giữa khe của hai dòng kẻ dọc chạm xuống dòng kẻ ngang một cô được chữ ngờ ghép cô dừng nét móc lại bởi vì chữ e đằng sau thì cô giáo phải vòng rộng hai ô ly khi viết có chữ e đằng sau thì phải vòng rộng hai ô ly đó nửa ô phía trước nửa ô phía sau là một ô nửa ô phía trước nửa ô phía sau là một ô ly nữa vậy là được hai ô cô vòng rộng hai ô đưa lên trên thon vào chạm đến dòng kẻ ngang ba cô vòng quay lại giữa ô liền trước chạm xuống dòng kẻ ngang một hất lên cô viết dấu sắc trên đầu chữ e dưới dòng kẻ ngang bốn dưới dòng kẻ ngang bốn cô được chữ nghé ngờ e nghe sắc ngé ngé chữ ngờ ghép kết hợp với chữ y chữ e và chữ e